Thiện Trương và Diễm Quyên. Xin chào mừng quý vị đã trở lại với đài truyền hình Việt Face TV cũng như là chương trình The NQ Show được thực hiện bởi hệ thống Kim Hoàng Ngọc Quang và NQ Jewelers. The NQ Show được phát hành mỗi thứ năm hàng tuần trên đài Việt Face TV và được phát lại trên trang nhà YouTube và Facebook của chúng tôi và mỗi thứ sáu hàng tuần. Xin mời quý khán giả subscribe vào kênh YouTube và Facebook Ngọc Quang Jewelry để theo dõi những sản phẩm mà hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý khán giả. Vâng và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị sản phẩm đầu tiên đó chính là mẫu 26799 thưa quý vị. Đây là một chiếc nhẫn hộp xoàn được làm từ vàng trắng và 18 với tổng khả năng hộp xoàn là 1 mươi 43 thưa quý vị. Với giá là 2.150 mỹ kim bao gồm 123 viên hộp xoàn tròn. Và như quý vị đang thấy thì trên màn hình đang hiển thị chiếc nhẫn này là nó là một cánh hoa thưa quý vị với bốn cánh và phu xoàn hết luôn cả cái nhụy hoa và bốn à, cánh hoa thưa quý vị và hai bên thì quý vị sẽ thấy nó là share prong tất nhiên là nó sẽ từ một cái bên mà nó chia ra thành hai cái bên và quý vị sẽ thấy cái bên xoàn hai bên thưa quý vị. Dạ và quyên cũng đang đeo chiếc nhẫn này trên tay đây. Thưa quý vị thấy nó sáng không? Rất là sáng rất sáng. là bắt à, rất là bắt sáng luôn á. Sáng còn hơn là à, nếu mà mình có một hộp không chưa chắc là sẽ sáng bằng nhiều hộp mà nó kết lại với nhau nhưng mà Viên uh, chiếc nhẫn này chỉ có giá 2.150 Mỹ Kim thôi, rất là giá trị. Vâng và công nghệ mà chúng tôi uh, ghép những viên hộp xoàn này lại đó chính là công nghệ micro -Purve. Quý vị sẽ không thấy cái chấu ghép của những uh, viên hộp xoàn nhỏ như thế này mà làm lại thành rất là to và nhìn nó rất là bắt sáng, thích, uh, nhiệm quyền. Dạ vâng, sản phẩm tiếp theo Quyên sẽ gửi đến quý khán giả đó là một uh, sợi dây chuyền. Mang mã số 28593 được làm từ vàng trắng vàng 18K, được cẩn 3 45 carat kim cương, bao gồm 164 viên kim cương tròn và 94 viên kim cương baguette. Sợi dây chuyền này có giá 6.980 mỹ kim. Wow, một sợi dây chuyền này Rất là như uh, Diễm Quyên đang đeo, quý vị đang thấy đây thì uh, nó là một cổ đổ xuống, thì ừ. nó uh, nó gọi là teardrop xuống, thì quý vị yeah. nào mà đeo uh, mặt, áo dài à. hoặc là mặc những cái đầm hở cổ. Cổ sâu lắm à, quyên đang mặc. Đúng mà. rồi, thì rất là uh, sang và rất là thanh lịch thưa thưa quý vị và quý vị thấy, thấy đây thì trên cái sợi dây chuyền đó là từng design nó khác nhau, ừ. từng cánh hoa hay là từng cái à, giọt nước thôi quý vị. Thì quý vị thấy nó nó rất là sang, rất là đặc biệt. À, với giá chỉ có là 6980 mỹ kim cho sợi dây chuyền này thôi. À, quý vị có thể gọi về cho số phone của chúng tôi đó chính là 7148398885 hoặc quý vị thích mẫu dây chuyền này quý vị có thể nhắn về cho số phone là 7142601343 và mẫu đây là mẫu 28593 thưa quý vị và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là một đôi bông tai à, với mã số là 27498 thưa quý vị được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng cân nặng xoài là một carat rưỡi thưa quý vị và giá chỉ có là 2.450 Mỹ kim được kết hợp với 110 viên kim cương xoàn với 48 viên kim cương ghét thưa quý vị quý vị thấy thì nó vòng từ cái trái tay từ đằng trước ra đằng sau thì nó như một cái hình tròn và nó có một cái cánh hoa À, rất là lớn thưa quý vị Thì quý vị thấy trên màn hình đây Đang zoom cận cảnh thì Diễm Quyên đang đeo Quý vị thấy là rất là đẹp đẹp lắm luôn á em rất là thích mẫu này tại vì thực sự cái mẫu tròn này rất là dễ đeo mình có thể đeo ban ngày đi chơi hàng ngày hoặc là như quyên ví dụ mặc một bộ đồ mà đi dạ tiệc ừ. hoặc là đi event này nọ buổi tối hoặc đi đám cưới này nọ đeo cũng rất là hợp nha quý vị đây là một phong cách mà quý vị có thể biến tấu từ buổi sáng ừ. à, cho đến buổi tối từ đi làm cho đến dạ tiệc quý vị đều có thể à, mang được cái đồ bông tai này à, và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị thưa Diệm quyên đó chính là một mặt dây chuyền không bao gồm dây mang mã số 28368, được làm từ vàng trắng vàng 18K, được khẩn 0.82 carat diamond, bao gồm 72 viên kim cương tròn và một viên kim cương baguette. À, cái hộp này là như là hai cái hộp tròn đó thiện tròn nhỏ ở trên rồi ở dưới nó thì kiểu không phải tròn mà kiểu oval oval. Ha? oval. như là một cái à, và đặc biệt ở giữa thì quý vị thấy đây là được ghép từ những viên hộp sòn nhỏ mà quý vị thấy cái mặt dây chuyền này chỉ có là 1150 mỹ kim mà thôi mà thật sự ra nếu mà quý vị mua một hộp oval mà to ừ. khoảng chừng hai carat rưỡi như vậy á là mấy chục ngàn hả? Đúng, đúng, rồi, mấy chục ngàn mà quý vị thấy là nó quá là giá quá là ưu đại chỉ có trên The NQ Show mà thôi và xin nhắc lại với quý vị một lần nữa là cái này là chỉ có mặt dây chuyền thôi nha không và quý vị không nếu được. thích quý vị thích cái dây nào phù hợp chúng tôi sẽ lựa cho quý à, quý vị một dây phù hợp thì giá của nó dao động từ 200 cho tới 500 tùy theo cân nặng của vàng thưa quý vị. Và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là một đôi bông tai xoàn với mã số là 27229 thôi quý vị. Đây được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng cân nặng xoàn là 0.70 cara và giá chỉ có là 1100 mỹ kim mà thôi với 50 viên hộp xoàn tròn. Quý vị đang thấy là nói là hình cỏ bốn lá. Ừ. Uh, à, như cỏ may mắn quý vị thường hay gặp là St. patrick's day này kia nọ thì à, mọi người đi tìm rồi. cỏ bốn à cỏ có bốn lá thôi quý vị và nhiều quý vị thì thích là à, theo mạng là mạng mọc thì cái thạch lựu mọc cũng như là cái cỏ này là đúng hợp với mạng quý vị vậy đó hả dạ yeah. nhưng mà em không chỉ đeo ngày saint patrick đâu em là đeo được everyday tại vì nó nhỏ nó đen thi mà nó đúng rồi nó mình cái này là quý vị có thể đeo cho con em của quý vị nữa à, một rất là dễ đeo rất là dễ phù hợp cho tất cả mọi lứa tuổi thưa quý vị và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị cũng Đã... cùng một mẫu chung với cái mẫu đôi bông tai đó luôn đó là một chiếc nhẫn một này. chiếc nhẫn đi rất là hợp với đôi bông tai đó được mang mã số 25312 được làm từ vàng trắng 18k được cẩn 0.70 carat kim cương bao gồm 47 viên kim cương tròn và chiếc nhẫn này chỉ có giá 1.280 Mỹ Kim mà thôi giống như quyên đang đeo trên tay đây uh, rất là xinh ha xinh thôi kiểu dainty nó, nó yeah, nhẹ nhàng nó mà nhẹ nhàng. nó nó xinh mà quyên đeo những hợp với những đồ trang sức khác nó cũng rất là, là, là hợp ha yeah. nó không có quá gọi là quá nhiều quý vị có thể đeo hàng ngày nó là một fashion jewelry uh, yeah. nhưng mà fashion jewelry này là uh, có giá trị nha quý vị đây là đúng rồi những viên kim cương thật chúng tôi đã ghép vào uh, quý vị cho quý vị cho chiếc nhẫn này và quý vị nào À, thích chiếc nhẫn này quý vị có thể chụp màn hình lại và gửi về cho số phone là 714 2601343 hoặc quý vị có thể gọi về cho số phone của The Angel Show đó chính là 7148398885 và trong lúc quý vị đang xem chương trình này quý vị đừng quên nhấn nút subscribe cho trên YouTube cũng như là kênh Facebook của chúng tôi đó chính là Ngọc Quang Jewelry và giá đây là đã bao gồm luôn thuế và shipping cho nên quý vị không cần lo trả một à, phụ phí nào khác. Dạ vâng. Và quý vị nào có tọa lạc tại Orange County thì hãy nhớ ghé đến The NQ Jeweler của chúng tôi, tọa lạc tại góc đường Brookhurst và Edinger, địa chỉ 16041 Brookhurst Street, Fan Valley, California. Chúng tôi sẽ show cho những quý vị những cái sản phẩm này và nhưng mà chỉ có trong chương trình này mới có giá hữu nghị như vậy thôi nha nên quý vị nhanh tay nhắn tin cho chúng tôi. Sản phẩm tiếp theo Quyên xin gửi gửi với quý khán giả đó là một đôi bông tai hình cánh hoa mang mã số 28750 với giá 750 Mỹ Kim được làm từ vàng trắng vàng 18K được cẩn 0.50 carat kim cương bao gồm 20 viên kim cương tròn Đây là một mẫu hoa 5 cánh à, Hoa đeo lên tay thì cũng như mẫu trước Mẫu này rất là dainty, nó nhẹ nhàng Nói nhỏ nhắn, xinh nhỏ xinh nhắn thôi quý vị Người bị. lớn hoặc là Uh, những... Và giá rất là phải rất chăng là... Dưới yeah. 1.000 mỹ kim mà thôi Chỉ có 750 mỹ kim Và đặc biệt chỉ có trên ăn NQ Show Quý vị mới nhận được cái giá này cho đôi bông tai xoàn này Và tất cả hộp xoàn đây là hộp xoàn thiên nhiên uh... yeah. À, thưa Quyên, và bây giờ cũng, chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị mẫu tiếp theo đó chính là mẫu 25805 Thưa quý vị, đây là một à, đôi bông có, có thể gọi là Hoops Earring bằng xoàn Và được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng cân nặng xoàn là 1 cara 29 Thưa quý vị, với 90 viên hộp soàn tròn à, Quý vị đang thấy thì được cẩn bên trong và bên ngoài wow. của cái Hoops Thì khi mà quý vị đeo vào đó, thường những cái đôi bông tay khác, những nghệ nhân khác họ làm thì họ sẽ đi một viền ngoài hết Đúng rồi. và cái phần sau đó, quý vị sẽ không thấy cái xoàn đâu cả nhưng mà khi mà tới cái cái vòng cung của cái đôi bông tai này thì chúng tôi đã cẩn hộp xoàn bên trong cho nên khi quý vị đeo vào thì nó nhìn quý vị sẽ thấy cả hai mặt của hộp xoàn luôn nhìn góc độ nào cũng nhìn thấy xoàn hết góc độ nào cũng thấy hết thưa quý vị và giá chỉ có là 1.800 Mỹ Kim cho cái đôi bông tai này mà thôi và cái, quý vị biết không đôi bông tai này cũng rất là dễ đeo vì nếu mà ai mà không đeo được những cái đôi stud earring mà những cái đôi mà đeo sát của bông tai á thì hết earring húp earring á là một cái sự lựa chọn rất tốt để đeo mọi khi mọi lúc mọi nơi mà rất là thoải mái thì không vâng, làm đúng, đúng tai Vâng và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là một vỏ vòng à, thưa quý vị vỏ vòng tay. Đây là một semi-mount bangle thưa quý vị với mã số là 25599 thưa quý vị. Đây được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng các nơi hộp xoàng đã đến sẵn đó chính là 0.89 carat. Và cái hộp ở giữa quý vị có thể nhận một hộp từ 4 ly rưỡi cho tới 5, ,5 ly tư thưa quý vị. Đó chính là từ nửa carat cho tới à, 0. 1.75 carat thưa quý vị và giá của cái vỏ uh, cho cái vòng này là 2.500 Mỹ Kim. Dạ vâng, Quy cũng đang đeo trên tay cái cái chiếc vòng này đây thì nó có hình uh, xoắn, nó không phải là hai đường thẳng mà nó là xoắn lại với nhau, mắt xích lại với nhau nhìn rất là nhẹ nhàng. À, và thêm một cái hộp nữa, cái này là chưa có hộp nha Thêm một cái hộp nữa là nó còn giá trị hơn nữa và sáng hơn nữa Nên quý vị nào mà có hộp sẵn rồi thì cứ mang tới cho chúng tôi Chúng tôi sẽ đính vào cái vòng này cho quý vị à, Từ 4 ly 5 cho tới 5 ly 4 thì có thể vừa vào chiếc vòng này Mà mang mọi lúc mọi nơi đều có thể được nha À, sản phẩm tiếp theo Quyên xin gửi đến đó là một đôi bông tai rất là đẹp, mang mã số 28424, được làm từ vàng trắng vàng 18K, được cẩn 2.21 carat kim cương, bao gồm 118 viên kim cương tròn. À, đây là đôi bông tai cũng là cái vỏ luôn. Chúng tôi sẽ nhận hộp 4 ly 8 cho tới hộp 5 ly 3 để có thể đính vào ở giữa. Và cái vỏ bông tai này chỉ có giá 3.300 Mỹ Kim mà thôi vâng như uh, quý vị thấy thì khi khi mà quý vị nhận một hộp từ 4 ly 8 là nhỏ nhất quý vị có thể nhận trong cái vỏ này cho tới 5 ly 3 thì quý vị sẽ thấy là nó thể, thành ra là một hộp rất là to như là hai cara yeah. thưa quý vị thì uh, thêm hai những... đường halo nữa anh đúng hả? rồi thì nhờ hai đường halo đó mà chúng ta sẽ có một hộp rất là to như là hai cara ừ. thì những quý vị hay thắc mắc hay gọi vào là oh, uh, xin để anh show cho những cái vỏ cái mẫu vỏ bông tai vỏ nhẫn à, và vỏ uh... Thì, Bộ, vòng, vòng tay thưa quý vị thì chúng tôi hôm nay là show của những cái vỏ Bộ. và chúng tôi mang đến cho quý vị. Và mẫu ừ. tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là một đôi bông tay mà quý vị có thể nhận hộp vào luôn. Đó chính là mẫu 27995 thưa quý vị. Đây được làm từ vàng trắng vàng 18 và tổng cảnh nào hộp xoàn đã đến sẵn là 0.90 carat. Và quý vị có thể nhận hộp ừ. 4 ly rưỡi mỗi bên thưa quý vị. Với 68 viên hộp xoàn tròn đã được nhận sẵn và cái vỏ này chỉ có là 1.900 mỹ. Kim. Dạ vâng, xoàng phu hết luôn anh hả? Dạ, xoàng phu hết luôn và quý vị nhận ở giữa thì à, cái này rất là dễ đeo uh, Đúng rồi, cạn dạ, khúc là... Tearing, đúng không? Dạ đúng rồi, mình chỉ cần bật cái nắp ở đằng sau ra và mình uh, Em nghĩ cái này đó. con trai cũng đeo được chứ hả? Đúng rồi, cái yeah. này nó giống như là một cái small hoop stud vậy đó quý vị. Và quý vị đeo vào và nhận thêm hộp bốn ly rưỡi nữa thì rất là sang. Yeah. Và quý vị nào mà không có sẵn hộp ở nhà thì đừng lo nha, ở Ngọc Quang chúng tôi có đầy đủ hộp đầy đủ size hết vâng, nên quý vị rồi, có tới quý vị. mà lựa. Và sản phẩm tiếp theo cũng là một vỏ mặt dây chuyền mang mã số 25648 được làm từ vàng trắng vàng 18K từ cỡ 0.77 carat kim cương bao gồm 48 viên kim cương tròn, 22 viên kim cương bà ghét và cái mặt dây chuyền này sẽ nhận 5 ly cho tới 5 ly rưỡi nha quý vị và quý vị lưu ý là đây chỉ là mặt dây chuyền thôi chứ không bao gồm dây với giá 1.100 Mỹ Kim Vâng, khi quý vị nhận từ 5 ly cho tới 5 ly rưỡi thì đây là một cái nó giống như một hình mặt trời Mặt trời thưa, đúng à, rồi. Thưa nó có mấy cái tia bằng đúng từ ghét á Nó làm như là một cái mặt trời rất là tia, sáng Những tia, tia sáng và quý vị thấy là cái ở giữa thì quý vị có thể nhận từ 5 ly cho tới 5 ly rưỡi thưa quý vị Và mẫu tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là một mặt dây chuyền khác Đây là một vỏ mặt dây chuyền hình giọt nước thưa quý vị với mã số là 28191 đây được làm từ vàng trắng vàng 18 với tổng các nano hộp xoàng đã đến sẵn trên mặt dây chuyền này rồi, đó là một cara 43 thưa quý vị và quý vị có thể nhận từ 5 ly rưỡi cho tới 6 ly và cái mặt dây chuyền hình giọt nước này, cái vỏ mặt dây chuyền hình giọt nước này quý vị à, với giá là 1950 mỹ kim và giá này đã bao gồm luôn thuế và free shipping cho quý vị nào ở xa. À quý vị gọi về cho số phone là 714 839 8885 cũng như là text về cho số phone là 714 260 1343 thì chúng tôi sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Và quý vị nào có hộp sẵn rồi, quý vị muốn gửi đến cho chúng tôi nhận thì cũng à, chúng tôi sẽ nhận vào cho quý vị bà gửi đi cho quý vị và uh, giá giá này chỉ có trên the Q show mà thôi thưa quý yeah, vị. Dạ đúng rồi. Mà những cái mặt dây chuyền mà hình giọt nước như Quyên đã nói á thì Quyên rất là thích vì nó rất là dễ đeo không không chỉ đeo vào những uh, buổi event hay buổi tiệc mà chúng ta có thể đeo nó hàng ngày như là hình giọt nước này hoặc là hình cái mặt trời như mẫu trước quý vị cứ nhấn một hộp vào của quý vị thì nó sẽ càng tăng thêm giá trị của cái mặt đeo dây chuyền này. Vâng và đến với hai mẫu đặc biệt nhất trong ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó chính là hai mẫu vỏ nhẫn hộp xoàn thưa quý vị. À, và mẫu đầu tiên chúng tôi muốn nhắc đến đó chính là mẫu 28752 thưa quý vị được làm từ vàng trắng vàng 18 với 2 carat lẻ 1 đã nhận sẵn trên cái vỏ nhẫn này rồi với 20 viên hộp xoàn tròn làm từ à, làm thành cái halo thưa quý vị. Là 20 viên hộp xoàn tròn này là 2 ly rưỡi đã nhận sẵn và wow. 72 viên hộp xoàn tròn cho hai bên của cái vỏ nhẫn này với giá là 2.900 Mỹ Kim và cái chấu này quý vị có thể nhận từ hộp 8 ly cho tới hộp 9 ly tức là từ 2 cara cho tới 3 cara thưa quý vị wow, Vậy là bự lắm luôn đó Rất là bự à, <laughs> Như quý vị đang đeo thì 3 cara đi cho là 3 cara trên cái chấu này ừ. mà thêm một cái halo nữa thì chúng ta có thể lên tới từ 3 cara 8 cho tới 4 cara Wow. đó mình làm cho cái cái hộp nó to hơn nữa và nhìn cái chiếc nhẫn này quá là sang mà quý vị thấy không cái nhẫn này nhận được tới 2 tới 3 carat nhưng mà cũng chỉ làm từ bốn chấu là four prong thôi thì cái điều này có nghĩa là hộp của chúng ta vẫn có thể secure trên cái cái case này cái chiếc bỏ nhẫn này nha và quên thấy nhiều nhiều phụ nữ mình có hộp sẵn thì hay thích đổi vỏ thì đây cũng là một cái vỏ rất là hợp lý và rất là sang và một mẫu sản phẩm rất là đặc biệt là một cái highlight trong ngày hôm nay đó là một vỏ nhẫn được mang mã số 28753 được làm từ vàng trắng vàng 18k được cẩn 2.27 carat kim cương bao gồm 104 viên kim cương tròn trong đó có 14 viên kim cương là 3 ly và cái vỏ nhẫn này sẽ nhận từ 4 carat tới 6 carat kim cương nha quý vị, có nghĩa là từ 11 ly trở lên và cái vỏ nhẫn này chỉ có giá 3.680 mỹ kim mà thôi. Đây. vâng và thưa quý vị thì quý vị thấy là cái cái vỏ nhẫn này mà nó đã có một cái halo 3 ly 14 viên 3 ly ở wow. ngoài là đã thấy rất là bự rồi mà mình nhận tới maximum là 6 ly nữa thì quý vị thấy là cái vỏ này nó rất là to. Uh -huh. bây giờ diễn viên đeo thử cho quý vị nha. Đó, mà ai mà engage đó. mà cầu hôn với một cái nhẫn này rất là, là to. chắc chắn là mình sẽ yes please. Chắc chắn luôn. Bỏ hết tất cả đi theo <laughs> anh. Bỏ, bỏ hết tất cả vì 6 cara lần thứ quý vị. Mà 6 cara này quý vị thấy là rất là to cộng thêm cái cái vỏ nữa. À, và bây giờ chúng tôi xin lượt lại những sản phẩm có trong ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là một chiếc nhẫn với mã số 26799 với giá là 2150 mỹ kim. Dây chuyền mang mã số 28593 với giá 6980 Mỹ Kim. Đôi bông tai với mã số 27498 thưa quý vị, đó chính là à, mẫu đôi bông tai xoàn với giá là 2450 Mỹ Kim. Mặt dây chuyền không bao gồm dây, mang mã số 28368 với giá 1150 Mỹ Kim. Đôi bông tai hình cỏ 4 lá với mã số là 27229 với giá là 1100 Mỹ Kim chiếc nhẫn có hình cỏ bóng lá mang mã số 25312 với giá 1280 Mỹ Kim. Đôi bông tai hình hoa 5 cánh với mã số 28750 với giá 750 Mỹ Kim. Đôi bông tai hoop earring mang mã số 25805 với giá 1800 Mỹ Kim. Chiếc vỏ vòng với mã số 25599 với giá là 2.500 Mỹ Kim. Vỏ bông tai mang mã số 28424 với giá 3.300 Mỹ Kim. Một vỏ vòng tay soàn khác với mã số là 27995 với giá là 1.900 Mỹ Kim. Mặt đeo soàn không bao giờ gồm dây, mang mã số 25648 với giá 1.100 Mỹ Kim, nhận 5 tới 5 ly rưỡi. Một mặt dây chuyền khác, vỏ mặt dây chuyền khác với mã số 28191 với giá là 1.950 Mỹ Kim. Quý vị có thể nhận từ 5 ly rưỡi cho tới 6 ly. Vỏ nhẫn mang mã số 28752 với giá 2.900 Mỹ kim sẽ nhận từ 8 ly tới 9 ly. Một vỏ nhẫn xoàn khác với mã số 28753 quý vị có thể nhận từ 4 carat cho tới 6 carat tức là 11 11 ly trở lên với giá là 3.680 Mỹ kim. Và quý vị cũng đừng quên subscribe trên kênh YouTube và Facebook của trang nhà chúng tôi là Ngọc Quang Jewelry. Vâng và quý vị đừng quên số phone của chúng tôi đó chính là 714-839-8885 Hoặc quý vị trong chương trình này quý vị thích mẫu nào Quý vị có nhắn về cho số phone là 714-260-1343 Và đến đây thời lượng chương trình đã hết à, Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau của The NQ Show